Hồi đợi cái nón của mẹ kìa. Trời ơi. Sophie giỏi của mẹ, tưới cho cái cây á. Nay mẹ thắt bính cho Sophie nữa nè. Để cho anh hai tưới. Sophie, Henry, come inside. I saw. Con gà nó nướng mặt này 15 phút thì mình sẽ trở lại. Trở qua cái mặt này. Bên nướng mỗi mặt 15 phút nha mọi người. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với nhà của Oanh Cuộc Sống ở Úc. Bây giờ Oanh đang nó buổi tối mọi người. Đây là con gà nướng, đây là nướng, đây là cải xào với cơm. Vi đang cầm bàn cho mẹ đó mọi người. Còn Sophie á thì nói ăn tối là bắt đầu bà nhào lên ghế mà ngồi liền, không chờ giây phút nào hết á. Vi nè cô chú ơi, Sophie dễ thương lắm mọi người. Kêu ăn cơm cái lại là nó ngồi nó chờ hồi nãy giờ chắc cũng lâu lắm rồi đó. Hồi sáng hôm nay mẹ thắt cho hai cái bính hai bên nữa nè mọi người. Hai cái bính nhỏ hai bên nữa nè, ngồi cho mẹ thắt luôn. Rồi con đâu, cái tóc cắt lắm cha lắm chởm đây nè, kêu cắt lại không kêu cho cắt. Hello. Tóc mẹ cắt lắm cha lắm chởm. Sophie stop. Trời ơi nó cắn. Hôm nay gà nhà Oanh ăn gà nướng mọi người, gà nướng ngon không? Gà nướng với cải xào. Ở bên kia là cơm. Mình sẽ chấm muối tiêu chanh với lá chanh, muối ớt với lá chanh. So you got everything, you got spoon, fork, knife and so you got nothing. Hello, chú. Hello, Manuk. Hello, good girl. Hello, Manuk. Hello, 80 feet. Của con hả? Mời mọi người ăn tối gia đình của anh nha. Hôm nay mình ăn gà nướng muối ớt. Gà, lá chanh. Chicken. Cái này là gì? Trời cải sớm. Xào. Ăn với cơm. Cải xào. Và chấm với muối ớt chanh. Rồi. Rồi. Rồi sau đây mình lấy muỗng cho con. Lấy muỗng cho sau đây. Sticky. Cái spoon cho con phải không? And a fork. And a fork. Yummy. Yummy. Thật ra lúc trước mình có nướng gà một lần rồi mọi người, mà biết sao không? Mà cái video đó mình không có chỉnh sửa nên mình bỏ luôn. Giờ mình nướng lại lần nữa. Oh, she's yummy on your bummy. Mới đầu định mua gà mình làm gỏi. Mà không biết sao tự nhiên cái thằng gà nướng luôn mọi người. Không hiểu nổi. Đây. Oh shit. Rồi. Mình sẽ xếp thịt cho Henry Sophie. Nồi gà đã mọi người. Daddy, you got my knife. Nó thơm mùi lá chanh.
The knife the wrong way. Daddy, stupid. Gì cơ? Oh. Để mày xé ra mày cho cho cái đùi nha. Nóng quá mọi người ơi, tại vì mới ra lò luôn á. Siêu nóng luôn á. Cô chú có thấy Sophie không? Gì cơ? Cái nào? Daddy, stupid. Mày thở cho con nha. Sophie ăn cái đùi luôn ha. Ngon quá. Mà phải nguội. Nè, Sophie chỉ là của con đâu á mọi người. Của con nè. Nóng. Này của con nè. Mà nóng lắm. Nóng. Hỏi đi. Hỏi mạnh lên. Mạnh lên. Crunchy dry. Dry is crunchy. Giỏi lắm. Còn nóng không? Dry then, it's crunchy. You like it. I bet when you dry this, you'll always want the skin. You'll bet you'll always own them, you'll just skin now. See? It's crunchy. See? Oh! 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 Mummy, the skin's so nice now. Oh! No! It's crunchy. Nói đi, nói đi mẹ. Nói. Ú, nóng quá. Nóng quá mọi người. Giỏi. Gì? Phải không? Đồ ăn để đây nha, cơm để bên đó nha. Cái bánh làm skin. Này, để mình xé ra luôn, ăn lát. Ăn lát, ăn khỏi xé. Nóng lắm mọi người. Yes. Chắc là lát lấy cái nĩa ăn cho được. Hot. And your cousin then the fan runs is hot. And then the chicken hot. Okay. Like that. And the egg go too hot. Okay. Yeah. Oh my glass, I can't see anything. You can't see? No. Tuổi già rồi mọi người, mắt mờ vậy. Mình chưa lấy cái khăn. Đi đâu hả? Này, có Henry nè. Này, có Henry nè. Có Henry. I've got it. You got it? Trời ơi. Giờ lấy cái kiến cho ba mọi người. Thấy giỏi chưa? Ba đâu có nhờ đâu. You're the best. Henry được cái á, là nó để ý mọi người. Oh, we're eating chicken. I thought we were eating donkey. Nó để ý là mọi người cần gì. But you've not been messy, that's right. Yeah. Mọi người biết sao không? Hồi nãy giờ á, chờ lâu quá. Messy with drugs. Okay. Quá thơm mẹ rồi. Đây mình thử riêng cho. Đây mình riêng cho hồi trước. Con gà này á là anh mua gà mà gà con nghiệp nhưng mà họ nuôi bằng cỏ mọi người. Không biết sao nữa, chỉ biết là họ nuôi bằng cỏ thôi. Nó không có quá dai nhưng mà nó cũng không có mềm lắm. Nhưng mà người nào quay ăn gà này được. Daddy! Chịu không nổi rồi chứ. Ổng mà càng nói. Càng nói ổng đừng có mút khoe móng tay là ổng càng muốn giữ như nút cho hèn. Mà chứa gì gì. Đúng rồi. And then he worked hard in the garden. Daddy. Ủa nước măng, nước măng. Nó muốn thơm á mọi người. Da gà dùng rẫm mặt. Đây sẽ sao? Gà là đúng không á? Đưa đi kìm. Đó đấy. Một số. Mọi người biết sao quay nước cho cái nồi chiên không dầu không? Nước trong đó nó thế đẹp. Ồ. Chắc nó phim cơ xương quá à. I'm sorry baby. What's wrong with that? It's not really nice to see that on the video. Your fingers? Yeah. It's like
Thought you guys. That tastes good, isn't it? It looks like it. Oh, because it's good, delicious. That's a good thing, though. If I'm like wiping this, it means it's shit. Like, ugh. But because I lick my fingers, it tastes good. A bit like you've been moving your. Like the dog. Smack your lips. The first sentence is a bit down. Okay. Do I more? Lips. No, because I can't lick my fingers. Remy, don't lick your fingers. Mình nấu á là mình cái này mình nướng á là thật ra là nướng 15 phút ở bên. Nhưng mà mình nướng thêm khoảng 7 phút nữa mọi người. Con gà nó vừa chín luôn á, nó không quá chín mà nó cũng không quá khô. Nên là nó vừa chín tới luôn á, là nướng 15 phút mỗi bên. Còn mình nướng thêm 7 phút nữa. Cái phần trên á ăn cho nó dai dai nó giòn hơn á. Là gà vừa chín luôn nè, nó tới giờ nó lết qua rồi. Ok, chở đổ nước. Không phải là mẹ đổ nước. Cay quá hả con? Không có cay đâu. Đúng rồi nè. Gì vậy? Thôi không có quà, mẹ đang ăn quà cái gì mẹ? No, không quà mẹ ăn, mai mẹ đổi phần quà bên gia đình vậy. Quá. Hi. Mai mẹ đổi phần quà đây đi cho mẹ chưa? Hi. Nó ngồi ở đây nó mới cảm giác được là lấy cái gì kia mọi người. Mai mẹ đổi phần quà đây đi nha. Ngồi với đây đi nha. Ngồi giống cái gì quá thì không có ăn luôn kìa. Cái No. Ờ, bà phát một xương. Bằng. Bà lớp vậy. Cái gì là chó kì. Sophie là tụi chó. Ê, gối, cái gối. Yeah. It's a thing. We have a lot of chicken. Don't worry about. No, no, it's not rice. Okay, enough. What? Save me that. I said too much. No. This one is for you. This is a man. He played one. He played knick-knack on my bum. Mọi người đừng ăn dơ nha mọi người. Thật ra bên nhà bên chia qua chia lại mọi người. Oh my God. Vợ chồng hôn nhau không được, huống chi là chia đồ ăn mọi người ha. I need to cut my teeth. Cut it, man. I need to cut this big one. I'll cut you that one. That's alright. Yeah. Can you hold that for you? That's alright, darling. I need to cut me too. Cut him. Come here. Sam there, look. Oh, look at the sky! Look at the sky. I just see the sky. Look at the floor. Look at the door. Ah! Oh. Excuse me. Everywhere. I'm high. Ở trên tình nướng này không nướng nướng gì xong không ngon mà mình nướng than mà đốt lửa than nên rồi nướng cũng lâu à. Đúng rồi. Ở bên này mọi người biến. What's wrong with that? You want to peel this in? Just peel it. Make it smaller. Ba biến. Bây giờ con qua ngồi dưới đây đi nha. Con dành cho mẹ ăn được. Thấy mọi người không? Thấy không mọi người? Ăn đâu ngon làm gì đâu thiệt luôn á. Thì ăn chỉ ngon khi mà cha con nó ăn xong nè. Hồi nãy mình để muối hơi nhiều á. Để sao mà cho nó thấm cho con gà mọi người. Chứ thật ra ăn có mặn. Vừa ăn. Vừa ăn nhưng mà mình chấm thêm cái muối nữa cho nó đậm đà. Cái muối mình có để lá chanh là thơm lắm.
lamb leg. Yeah, it's good. Can you try it? Can you try a shot? Chấm vào lòng chấm rồi. Chưa chọn cái nào rồi. Sao quá. Nè. Then inside. Not all right. Yeah. No. She can try. I got it right. Little one. Peek-a-boo. You have a big mouth. Yeah, but look at this. What? Open. Oh. bit of rice from mommy. Ow! Cải xào này nó không ngon bằng cái cải bên Việt Nam mình mọi người. Có thể là do làm quanh dạng như mình quen cái vị bên Việt Nam rồi đó. Mình qua bên này rau cải ăn muối giống. Mình chứ. Mình good girl. Ăn được từ chắc là quen. Good hoe. Quên ăn à. Ăn cơm. Ừ, ăn rau đi cho dễ cầu con. Giàu ngon ha. With the glass away. Dirty. Anywhere. It's dry. Can you give me more, please? Hello. Ngon mọi người. Có còn cái khó ăn quá. Bất tài luôn. It's right there. It's like a tree. Like a big tree. Yeah, a rock. A rock. Yeah, it's broken. So, it's a rock with a tree. I'm caught in a trap. Okay. Broken rock. Not so big. Em sức khỏe năm mới phát tài. Sức khỏe năm mới phát tài. Năm mới sức khỏe phát tài. Năm mới sức khỏe phát tài. Năm mới sức khỏe phát tài. Nghe Henry? No. Happy New Year and good fortune. Xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye. Mọi người đừng quên nhấn đăng ký. Tạm biệt cả. Xin chào mọi người.